Thì Pháp Hòa trích lại một bài kinh ở trong kinh Trung Bộ để chia sẻ với đại chúng. Thì bài kinh này có cái tên là kinh Mãn Nguyệt, Tiểu Mãn Nguyệt số 110 ở kinh Trung Bộ. Thì quý vị biết là ở trong kinh Tạng Nam truyền á, có 5 bộ kinh. Đầu tiên là Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh, 5 bộ. Thì 5 cái bộ kinh này á, người ta gọi là Tạng Kinh của Nam truyền. Thì bên Bắc truyền cũng có một bộ tương tự như vậy và gọi tên khác. Bên này gọi là Trường Bộ Kinh á, thì bên này gọi là Trường A Hàm. Bên Nam truyền gọi là Trung Bộ Kinh, thì bên gọi là Trung A Hàm. Rồi bên này á là Tăng Bộ Kinh, thì bên này là Tăng Nhất A Hàm. Tăng Nhất là gì? Cứ tăng lên một pháp số đó. Tăng kinh tăng bộ, tăng là gì? Chữ tăng là tăng lên một. Thí dụ như một pháp, rồi hai pháp, rồi ba pháp, rồi bốn pháp, Tăng Bộ Kinh, hay là gọi là Tăng Nhất A Hàm. Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tương Ưng, Tăng Nhất, rồi Tăng Chi. Thì Pháp Hòa thì thường thường hay trích những cái bộ kinh, những cái bài kinh như vậy để mà chia sẻ với đại chúng. Bởi vì những cái bộ kinh này á là cô đọng lại những cái lời dạy của Phật trong 45 năm Phật đi thuyết pháp. Và tùy mỗi trường hợp, đọc những kinh này á, mình học hỏi nhiều lắm và rất là lý thú. Và bởi vì cái nguyên văn ngày xưa đó, nó hơi dài. Cho khi mà đọc á, chịu khó phải đọc xong rồi phải summarize, phải cô đọng lại. Cho khi Pháp Hòa nói với đại chúng là Pháp Hòa cô đọng đó, chứ mà ngồi mà đọc nguyên cái bản kinh từng chữ thì cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Nó cũng có cái lý do là vì ngày xưa đó, thứ nhất là không có máy thu thanh, thứ hai là không có microphone. Cho nên khi mà nói đó, có nhiều khi, thí dụ như bây giờ trong cái thính chúng 1.000 người nó nghe, thì Phật nói khoảng chừng ở trước mặt đây là khoảng 100 người nghe, thì 100 người ngoài sau repeat cho phía sau nghe lại. Thí dụ vậy đó. Cho nên thường thường trong kinh hay lặp đi lặp lại những cái đoạn kinh. Mà nếu mà mình lặp đi lặp lại trong này thì nó chiếm giờ nhiều lắm. Thì ở đây Pháp Hòa đọc xong một bản kinh thì Pháp Hòa cô đọng những cái ý chính rồi chia sẻ với đại chúng những cái ý thôi. Thì ở trong này á, Phật có đưa ra hai hạng người. Một người á, gọi là chân chánh và một người bất chánh. Thật ra đó thì ở trên đời á, mình khó biết ai chánh ai chơn lắm, ai chánh ai tà lắm. Mà ngay cả bản thân mình á, đôi khi mình cũng chưa biết mình là chánh hay tà nữa. Thì làm sao mình có thể biết người khác chánh hay tà? Nhưng ở đây á, mình có thể hiểu được thế nào là chánh, thế nào là bất chánh. Chánh là gì? Theo cái hiểu nghĩa thông thường là chánh là ngay. Bất chánh là nó lệch, tà là nó lệch quá. Thí dụ như bóng chiều tà, bắt đầu mặt trời nó không còn đứng bóng nữa. Thấy không? Thường thường mặt trời mọc rồi buổi trưa đó là mặt trời đứng bóng, tức là mặt trưa, nghĩa là trưa ngay giữa buổi trưa. Còn khi mà chiều mặt trời mà ngã rồi, bắt đầu sắp sửa ngã qua bên rồi thì mình gọi là gì? À, trời tà. Tà có là lệch, ngã qua bên. Thì ở đây cái chữ chánh mình hiểu là gì? Người chánh là như thế nào? Người chánh đó là cái người sống mà có suy tư, có chánh niệm, có hiểu biết, có cảm thông, có sự dễ thương, hành động lời nói không có vua dối. Thí dụ vậy. Thì mình tạm nói chánh là như vậy. Chứ còn mình nói là mình cũng khó, ở đời mình rất khó mà nhìn ai mà để mình xác định 100%.
Người này chánh, người kia tà. Nhờ ở đây Phật cho mình một cái thước, cái thước đo. Cái thước đo này là đo tạm, hay là có thể nói là đây là cái thước đo căn bản của cuộc sống hàng ngày. Nhưng mà mình cũng không dám nhìn ai để mình đo ai. Mình đo mình trước cái đã. Mình đo mình cái đã. Bây giờ mình căn cứ theo lời Phật dạy đây, rồi mình tự mình suy tư lại mình, mình quán chiếu lại mình. Cái chữ tà đây nó không có nghĩa là ác. Có nhiều khi do mình suy nghĩ không kỹ rồi mình làm bậy vậy thôi. Chứ chữ tà này có nghĩa là cái người đó ác ôn lắm, cái người đó giết người hại vật gì. Nhưng mà đôi khi chúng ta không có cái suy tư kỹ lưỡng, và chúng ta làm theo cái tùy hứng, hoặc là cái sự giận dỗi, hay là cái sự hận thù của mình làm, thì đôi khi mình tạo tác hại cho mình, hại cho người, thì cái đó gọi là tà thôi. Chứ mình cũng không có nói như vậy rồi không phải là mình vỗ ngực, mình tự xưng mình là cái người chánh, rồi những người khác là tà. Bởi vì Đức Phật dạy ta, mình tu á, mình sống trong đời á, là mỗi ngày mình làm sao mình lắng tâm, và mình có một chút trở lại, mình xoay lại, mình nhìn lại mình. Cho nên đó, tại sao mình ngồi thiền, mình ngồi thiền hay mình niệm Phật gì đó, là mình để mình lấy cái gương, mình nhìn lại mình. Tụng kinh để làm cái gì? Tụng kinh để mượn cái lời kinh đó như cái tấm gương, cái tấm kiến, phản chiếu lại. Coi coi, nãy giờ trong kinh nói như vậy, có điểm nào mình rớt trong đó không? Thì tụng kinh đó không có vô ích, mà tụng kinh rất có ích. Mà mình phải tụng đúng theo cái cách mà Đạo Phật chỉ cho ta đó. Là tụng là từng lời từng chữ mình phản chiếu lại. Thở đây á, trong kinh dùng hai cái từ là người chân chánh và người bất chánh. Thì khi mà đọc xong rồi thì Pháp Hòa diễn đạt, suy diễn là suy nghĩ lại và thưa với đại chúng là chánh là gì? Thế nào gọi là người sống chánh? Người chánh là người có hiểu biết, có cảm thông, có chánh niệm, có tư duy, hành động, lời nói đừng có mang lại, hay là bớt mang lại cho người khổ đau là chánh rồi đó. Hồi xưa mình sống mình bất cần, miễn ai sống chết kệ, miễn mình vui, mình no, cơm ấm áo đủ rồi, thì sống như vậy thì cũng ok. Nhưng mà rốt cuộc rồi thì có một lúc nào đó mình suy nghĩ lại, mình thấy mình thiếu sót với người đó quá, nhất là những người thân xung quanh mình. Còn người bất chánh thì nó ngược lại thôi. Mà hễ mà ngược lại thì sao? Mình cảm thấy mình uổng phí một đời, uổng phí một đời. Mình sống sao mà mình có thể mình làm lợi cho mình, cho người đó, thì rất là tốt. Thì cái bài kinh này á, Phật nói ở một cái giảng đường tên là giảng đường Lộc Mẫu, ở một cái trú xứ tên là Vasathi. Hôm đó là ngày rằm. Ở trong truyền thống nhà Phật á, từ thời Đức Phật luôn, hễ mỗi một tháng mà trăng tròn và không có trăng thì chúng ta phải làm lễ gì? Sắm, không phải lễ tụng giới. Nhớ không? Hôm trước mình học cái kinh kinh gì? Mình học cái kinh gì? Hải đảo tự thân. Thì có nói về ngày rằm và ngày không có, ngày xưa gọi là ngày có trăng và ngày không có trăng. Ngày có trăng á là ngày rằm, ngày không trăng là mùng 1. Mà ngày có trăng kêu là ngày vọng, ngày không có trăng kêu là ngày sóc. Vọng là sao? Vọng là nhìn lên trăng rồi mình nguyện cầu, mình ước vọng, kêu là ngày vọng. Vọng là nhìn, vọng là mình nhìn lên đó rồi mình nói. Và ngày xưa người xưa đâu có lịch, người ta không có lịch,
thì người ta chỉ biết là bữa nào mà có trăng là biết là hết tháng rồi đó, à, là ngày rằm đó, giữa tháng đó. Rồi cái từ từ người ta nhìn trăng để người ta nói ngày đó ngày mấy, rồi đến khi nào không còn trăng thì đã biết cái bữa đó là mùng 1. Cũng giống như ngày xưa mà người ta coi đồng hồ đó, đâu có đồng hồ đâu, phải không? Thì lấy cái hồ bằng đồng, rồi thì người ta đặt ở giữa một cái cây đó, để coi coi cái cây đó, nó cái bóng đó mà người ta đoán giờ, cho nên gọi là đồng hồ. Đồng hồ là một cái hồ nước bằng đồng, ta để ngay giữa rồi người ta coi giờ. Rồi mình riết rồi sau này là mình theo cái tục đó là mình kêu rồi mình chế ra. Khi thời đại văn minh là mình chế ra những cái để đeo tay thì mình cũng gọi luôn là cái đồng hồ. À, đồng hồ là ngày xưa là phải là cái hồ bằng đồng để giữa để người ta coi giờ. Thì sau này mình cũng thế. Là thời Phật thì mỗi tháng hai lần phải tụng giới, mùng 1 rằm. Thì cái danh từ chuyên môn trong nhà Phật là Bồ Tát. Bồ Tát, Bồ Tát là mình âm theo tiếng Phạn, có nghĩa là tụng giới, trưởng tịnh. Ngày hôm đó ai mà có thọ giới là phải quân tập về một nơi để nghe lời giới hết á. Thí dụ như quý vị ngồi đây mà thọ năm giới đó, là quý vị về chùa phải nghe lại năm giới đó. Rồi ai mà thọ 250 giới hay 348 giới hay là Bồ Tát giới vân vân, phải trở về chùa rồi nghe đọc lại cái giới đó. Cái là tụng giới, tụng là lặp lại lễ Bồ Tát. Thì trong kinh diễn tả là ngày trăng tròn, trong đêm trăng rằm, Thế Tôn đang ngồi giữa trời, xung quanh có chúng tỳ kheo đoanh vây. Rồi Thế Tôn nhìn chúng tỳ kheo đang yên lặng, hết sức yên lặng, và bảo các tỳ kheo. Trong kinh diễn tả một cái cảnh rất là yên tĩnh. Mà nói cái yên lặng nó chưa đủ, phải lặp lại hai lần. Yên lặng, hết sức yên lặng. Cái gì mà nó lớn mà người ta không diễn đạt được, phải lặp lại hai lần. Thí dụ như mình tác bạch thỉnh quý thầy đó, xin quý thầy thương xót, hay là chư tăng, quý thầy chư tăng thương xót chúng con, thì dùng hai từ: từ mẫn cố, chưa đủ, đại từ mẫn cố. Trước khi mà thỉnh quý, thí dụ như cái lễ đó, lễ cầu nguyện gì đi, thỉnh chư tăng rất đông, và thỉnh quý ngài ra chứng minh, à, giờ này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con đê đầu bái thỉnh quý ngài, từ mẫn cố, đại từ mẫn cố, Quang Lâm, thí dụ vậy đó, hay là hứa khả gì vân vân. Chơi cái chữ mà đại hồng chung cũng vậy, chữ hồng là lớn, chữ đại cũng là lớn, nhưng mà hồng lớn hơn đại. Thí dụ sông mà lớn quá kêu hồng hà, sông lớn kêu hồng hà, chung lớn gọi là hồng chung, chữ hồng là lớn. À, cho nên mình gọi là hồng danh, hồng danh Phật á. Khi một cái tên của một vị Phật, danh hiệu của một vị Phật, thì chúng ta phải gọi là hồng danh. Hồng danh là gì? Cái danh, cái hiệu Phật to lớn quá, chúng con không thể nào mà nói mà thiếu một cách cung kính. Cho nên mình tụng kinh xong mình nói làm sao? Đệ tử chúng con thành tâm cung tụ Phật tiền, chí thành trì tụng kinh chú, xưng niệm hồng danh, tán dương cái danh hiệu của chư Phật. Mà nói theo ngoài đời là đại danh quý tánh, phải không? Thí dụ người đời mà gặp những người mà người ta quan chức đồ lớn, cái mình lịch sự á, mình không bao giờ nói xin lỗi anh tên chi. Tên chi là mình nói kiểu bình thường, gặp gỡ nhau nói chuyện bình dân á. Chứ còn mà lịch sự nói dạ xin cho biết quý tánh, hay là quý danh, hay là xin cho biết đại danh quý tánh, thường thường là mình trân trọng, mình phải hỏi vậy. Còn gặp nhau xin lỗi anh tên chi là thường nói chuyện bình thường. Thì yên lặng một cách hết sức yên lặng, và lúc đó Phật gọi các thầy, Phật nói. Tại sao? Bởi vì khi mà ồn á, nghe không có thấm, cho phải yên lặng. Vì vậy mà quý vị biết á, trong nhà Phật á, thỉnh thoảng mình cũng du di á,
Chứ khi mà mình truyền giới cho các vị thọ giới đó, dù là thọ năm giới cũng vậy, mọi người xung quanh phải giữ im lặng. Tại sao? Vì cái giờ phút im lặng thì từng giới, cái vị giới sư đọc giới đó, nó mới tác động vô trái tim của cái người thọ giới đó. À, hôm tháng 2 vừa rồi Pháp Hòa dự cái lễ truyền giới cho khoảng chừng 100 giới tử người Tây Phương. Thì quý vị có biết không, mình ngồi đây mình truyền giới mà mình nhìn xuống mình thấy những người Tây Phương ngồi khóc. Những người giới tử đọc tới giới nào là khóc ròng tới giới đó. Tại sao quý vị biết không? Là vì những cái giới đó nó tác động đúng ngay cái đời sống của họ. Thí dụ đọc cái giới thứ ba, ý thức được những khổ đau do sống thiếu chánh niệm, ý thức được cái sự bệnh tật của xã hội, con xin nguyện học theo tinh thần trách nhiệm bảo vệ tiết hạnh, con nguyện không làm việc dục nhiễm những người không phải là vợ hay chồng của con ý thức được rằng những hành động bất chánh sẽ gây đau khổ cho chính bản thân con, cho gia đình con, cho gia đình người khác và xã hội. Rồi trong đó có một câu, con nguyện tích cực bảo vệ và dạy dỗ trẻ em, không cho nạn tà dâm tiếp tục gây nên sự đổ vỡ của các gia đình và của đời sống đôi lứa. Cái giới thứ ba nói như vậy. Thì những người Tây Phương họ quỳ ở dưới đó, họ nghe giới mà họ nghe mà họ khóc. Cái người đó trong đạo Phật gọi là gì biết không? Trong nhà Phật gọi là đắc giới. Thọ giới mà khóc là đắc giới. Vì sao? Vì lâu nay đây là những gì chúng ta đang mong muốn, đang mong mỏi, mà chúng ta được thì chúng ta khóc. Ham nghe pháp quá, một ngày kia nghe được pháp khóc. Có những người Phật tử họ viết thư cho Hòa, hồi nào giờ nghe bản giảng thì tự nhiên một hôm nọ cái bài giảng đó đúng ngay tâm trạng của con. Con ngồi con khóc theo từng cái lời giảng của một vị giảng sư đó. Nghe như vậy. Cho nên đó, khi mình nghe pháp đó, mà mình nghe một lần mà mình nói là mình đã biết, đã nhớ đó, không có nhớ bao nhiêu đâu. Bởi vì mình phải nghe bằng cả cái sự yên lặng của tâm hồn thì cái lời pháp đó nó mới thẩm thấu vô trong trái tim của ta được. Mà để ý, đại chúng để ý, ai có kinh nghiệm này thì Hòa nói là chắc chắn là biết. Băng giảng mà nghe một lần hiểu khác, xong rồi bữa nào có dịp nghe lại lần thứ nhì hiểu sẽ khác, lần thứ ba hiểu khác. Hôm rồi Pháp Hòa đi Hawaii, có một chú Phật tử chú chở Pháp Hòa và chú nói con nghe cái băng Qua Cơn Mê. Pháp Hòa giảng cái bài Qua Cơn Mê là giảng cái bài Sám Quy Mạng, mà chú nói là nội một cái dĩa đầu thôi, chú nghe 60 lần. Nghe 60 lần mà nghe để từng chữ từng lời của cái bài sám, bị cái bài sám đó nó hay quá đi, của tổ Di Sơn ngày viết á: đệ tử chúng đẳng tự vi chơn tánh, uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm, thập triền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân. Ai mà hiểu chữ Hán đó, đọc tới đâu là thấm tới đó, hay lắm. Lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội, mê luân khổ thải thâm nịch tà đồ. Chữ thâm với chữ nịch là mình thấy thâm là sâu, nịch là chìm. Thâm nịch là chìm sâu ở dưới tà đồ, trong cái con đường tà. Thí dụ vậy. Thì cho nên đó, mình nghe pháp đó, cái khung cảnh yên mà tâm hồn mình yên. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng, hôm nào Pháp Hòa tới, đại chúng nể, thương, không tới sợ thầy buồn, ngồi nhưng mà thiệt sự đang có chuyện gì lo lắng, để ý coi, ngồi thì ngồi cho có gì vậy đó. Chứ đâu có nghe được. Tại sao? Vì lúc đó làm sao? Tâm hồn nó rối bời, nó đang lo. Phải không? Nhưng mà mấy thở, mấy tháng thầy mới về lần.
Mình không đi thì sợ thầy nhìn xuống thầy điểm danh. Thôi ráng lên ngồi, không biết chứ. À, mình nói ví dụ vậy. Cho nên hôm nào mà lòng của mình mà không yên á, thì tự nhiên mình ngồi có nghe, thì cái đó trong trong bốn cách nghe người ta kêu là gì? À, không nghe mà không nghe. Bốn cách nghe. Không nghe mà không nghe là sao? Ngồi cho có lệ có vị, chứ thiệt sự ra lúc đó hồn mình nó đã lân lân ở ngoài cõi nào rồi, thì cái tiếng nói ông thầy nó có lải nhải cũng chả nghe, chứ đừng nói là nghe pháp. Cho nên không nghe tiếng mà cũng không nghe pháp luôn, gọi là không nghe mà không nghe. Còn có nhiều khi ngồi đó mà không nghe, nghe tiếng nói mà không nghe tiếng pháp. Bốn cách nghe. Bây giờ Phật mới bảo các thầy, tại im lặng Phật mới nói. Có một hôm mà đại chúng mà ngồi tụng giới, đại quý vị biết không, cả đêm đó Phật không nói một lời. Vì Phật biết trong này có người chưa yên tĩnh, Phật không nói. Ngạ nan năm lần bảy lượt, bạch Đức Thế Tôn, quá giờ rồi. Theo lẽ thường tụng giới 8 giờ tối, bây giờ mà 10 giờ đêm mà Phật cũng không nói gì hết trơn. Cuối cùng Phật đứng dậy, Phật nói trong này có người không thanh tịnh, ta không thể nói. Chỉ phải im lặng. Cái chữ im lặng đây á, nó có cái ý sâu là phải im, dùng hai lần im lặng là im lặng bên ngoài và im lặng ở bên bên trong. Cho mới dùng cái từ là đang yên lặng, hết sức yên lặng. Trời, khi mà đọc những cái đoạn kinh như vậy đó, nó sung sướng lắm mà. Nếu mà mình đọc thường á, ai đang yên lặng, hết sức yên lặng, thì mình thấy nó thường. Nhưng mà mình phải đọc bằng cái cả cái tâm yên lặng. Chà, cho nên người muốn thấm được kinh á, là cái tâm trạng người đọc kinh cũng phải làm sao? Phải yên lặng mới có thể đọc được kinh yên lặng. Cho một vị thiền sư viết cái quyển sách chú giải kinh người biết kinh người bắt rắn, mà ông đặt cái tựa cuốn sách rất là hay: im lặng sấm sét. im lặng sấm sét, chưa phải im lặng thường đâu. Bây giờ Pháp Hòa nói này, đại chúng hiểu liền cái chữ im lặng sấm sét. Hồi nhỏ, bữa nào mình chọc giận ba mẹ mà im lặng một cách lạnh lùng là mình sao? Rùng rợn phải không? Đó, im lặng đó là im lặng sấm sét đó nghe. Không phải vừa đâu ạ. Nhưng mà im lặng của người đang giận. Còn đạo Phật á, có những lúc Đức Thế Tôn im lặng là bởi vì Đức Phật biết rằng á, cái im lặng này mình sẽ dạy, mình sẽ hướng dẫn, mình sẽ giải quyết được nhiều vấn đề. Im lặng sấm sét. Cho nên có nhiều khi người ta nói xấu, nói tốt mình đó, im lặng không có dại, im lặng không có khờ, im lặng người ta nói ngu không có ngu, người khôn im lặng. Cho Khổng Tử cũng nói, Khổng Tử cũng dạy mình đó, là mình nên nói những gì mình biết. Cái người im lặng là có đôi khi có biết mà không phải thời cũng nói. Kinh này là kinh vô vấn tự thuyết. Phật không cần ai đã hỏi gì hết á. Phật thấy đúng thời, đúng lúc và đại chúng đã yên lặng, Phật nói. Giờ Phật gọi này các tỳ kheo, một người bất chánh có thể biết được một người bất chánh. Người bất chánh là vị này hay không? Tức là Phật hỏi này các thầy, nếu người một người bất chánh có thể biết tự thân mình là bất chánh hay là biết một người khác bất chánh không? Không thể biết. Tại sao vậy? Tại vì lúc đó nó làm sao? Nó cùng một màu, nó cùng một cái tâm thức rồi, chứ không thể phân định. Cho Phật mới đưa ra, trong này Phật đưa ra 8 cái cách mà mình có thể tạm thời gọi là cái thước đo
Giống như hồi nãy Pháp Hòa có thưa với đại chúng, chúng ta không có dám chỉ trích ai là người chánh hay là bất chánh. Nhưng mà nghe những lời này rồi thì tự mình kiểm bản thân mình. Và nếu mình nhìn một người nào đó có những hành động thái độ như vậy thì mình cũng biết rằng ít nhiều nó cũng có pha lẫn. Thứ nhất á, Phật mới hỏi rằng thế nào là một người bất chánh đầy đủ pháp bất chánh. Bởi vì sở dĩ mình sống nó bê tha thì nó phải đủ có những cái môi trường, cái hoàn cảnh nó đẩy đưa, nó bảo vệ, nó che chở và nó biến mình, nó dưỡng mình thành người bê tha. Chứ còn mà cái người mà bê tha hay cái người mà sống chánh đó, ở trong cái môi trường, hoàn cảnh và những người mình đối diện xung quanh, tiếp xúc xung quanh, họ có một chút chánh niệm, một chút dễ thương thì mình cũng có thể thay đổi. Cho cái hoàn cảnh cũng quan trọng. Hồi xưa có một hôm mà đi ngang cái làng đánh cá, Phật mới nói Ngạ Nang á, đi vô ở trong đó lấy cái tay á, cầm một con cá lên. Khi mà cầm con cá rồi thì cầm xong rồi thả xuống thì ra Phật biểu là ngửi cái tay. Thì cái tay mình nó tanh cái mùi cá. Chờ hồi xưa các cái người mà họ bán hoa lan á, cái người bán hoa bán nhang á, tới nhà người bán cá khó ngủ vì nó tanh. Đó là những cái ví dụ để người ta nói rằng nó có cái ảnh hưởng. Chẳng hạn mình là tối ngày cứ lẩn quẩn trong chùa, mình đi ra đường người ta cũng biết mình là người trong chùa đó. Biết tại sao không? Nghe nó có mùi nhang. Có nhiều khi Pháp Hòa đùa à, ăn mấy bác đem gì lên cái đem cái Pháp Hòa ngửi ngửi, bác hỏi ngửi gì, bác hỏi ngửi coi cái này có mùi nhang không. Là mùi chùa à. Thế đây Phật nói làm sao mà có đầy đủ cái pháp bất chánh. Người bất chánh có đầy đủ pháp bất chánh. Thế nào là người có đầy đủ pháp bất chánh? Thứ nhất là bất tín. Người không có tin, không có niềm tin, không tin ai hết đó. Không tin trời, tin Phật, tin Chúa, tin bất cứ cái gì, không có niềm tin. Mà người mà không có niềm tin á thì sống bất cần. Tại họ quan niệm á, tốt cũng chết, xấu cũng chết, tu cũng chết, ác cũng chết, mắc chi mà phải làm người hiền cho nó khổ vậy. Không, thành thử ra cứ việc thoải mái. Người ta đãi mình bánh quy thì mình đãi bánh ít. Kẻ kia mùng 1 thì mình cũng là ngày rằm. Kẻ kia 8 lạng thì mình cũng nửa cân. Thí dụ vậy. Người bất tín. Mà người mà bất tín thì không tin tội phước nhân quả gì hết. Không có làm lành lánh ác gì hết trơn á. Trước sau gì cũng chết hết à. Không, rồi có nhiều khi còn nói đó, ông Phật ông tu quá rồi ông cũng chết thấy không đó, rồi Chúa Giêsu đó rồi cũng cứu nhân độ thế gì đó rồi rốt cuộc cũng bị hy sinh trên cây thập tự giá đó thấy không, thí dụ vậy đó. Đây là tổ Đạt Ma đó, làm tổ rồi cũng bị hại đó thấy không, thí dụ vậy. Nơi đường Tam Tạng đó, ổng cũng hay quá, ổng cũng tu dữ quá, qua thỉnh kinh là rốt cuộc ổng leo lên lưng con quạ, bị con quạ đổ ổng xuống sông, rồi con rùa đổ ổng xuống sông rồi ướt kinh hết đó thấy không. À, thí dụ người ta dẫn chứng những cái chuyện như vậy, tại người ta không hiểu cái ý. Cái người mà bất tín rồi thì đầy đủ lý do. Cho nên thường thường mình, quý vị để ý, cái gì mình không thích đó, là mình phải có cái lý do bên cạnh để làm gì. Lỡ ai nói thì mình đem lý do mình trình bày, mình bào chữa cho cái điều của mình làm. Nhưng mà ngược lại, cái người mà chân chánh thì người thâm tín, hai chữ nó khác. Thâm tín là tin sâu, thâm tín là tin sâu. Thí dụ mình phải biết chắc một điều á, mình làm lành là được quả lành. Nhưng mà nói như vậy có nghĩa là phải biết nữa đó, phải biết xa hơn là có những cái nhân đời này mình gieo nó liền có quả. Nhưng có những hạt nhân không phải chỉ 1-2 tháng có quả,
mà nó phải đợi tới 10 năm, 20 năm sau nó mới có kết quả. Thí dụ như đây mình trồng hoa, gieo hạt thì nội trong mùa hè nó có hoa. Nhưng mà có những loại cây trái mình trồng phải 3 năm nó mới có trái. Thí dụ vậy, cho nên nhân nó cũng tùy. À, rồi ngoài cái nhân ra đó còn phải duyên nữa. Nó có nhiều cái duyên để nó làm cho cái cây cối đó nó sanh nở. Cho mình hiểu được như vậy thì mình không có trách trời, trách Phật, trách Chúa, trách ai hết, mà mình biết rằng tất cả đều có một cái sự an bài. Có người nào mà sai mà nhận mình sai không? Không có. À, ta sai mi sai chứ ta nào có sai. Cái thứ hai là gì? Nghe ít. Cái người mà nghe ít á, thì nghe ít đây là gì biết không? Tức là không có nghe những cái điều lành lẽ phải. Ai nói cái gì cũng nói thôi thôi tôi biết rồi, tôi biết hết á. Trên đời này không có cái gì tôi không biết hết á. Có nhiều người tự xưng dữ lắm. Có nhiều khi mình định mới gì mà nói ôi trời ơi, tới bây giờ mới biết, xưa như trái đất. Tôi biết còn trước anh đó, mà tại tôi không thèm làm. Là phải thêm câu nữa. Thì cái người mà ít nghe đó thì không có mở, không nghe lấy gì biết. Cho nên quý vị thấy là một trong ba cái huệ, một trong ba cái cách mà tăng trưởng trí tuệ của nhà Phật là gì? Là phải nghe. Văn huệ. Cho nên ngược lại á, chư tổ thường dạy ta, Phật thường dạy ta là phải đa văn. Đa văn đây là gì? Tức là chúng ta phải chịu khó chúng ta học. Đa văn nó khác với cái chứa chất nha. Có nhiều người là đa văn là chất chứa kiến thức. Để làm gì? Để phô trương, để mà đi lòe người khác. Nhưng mà trong nhà Phật cái đa văn đây là chúng ta phải nghe, rồi suy nghĩ, rồi tu tập. Và chúng ta hiểu biết thì chúng ta không có lay động. Cho nên đại chúng để ý, mình càng nghe thì cái niềm tin mình nó càng sâu. Đa văn nhiều thì thâm tín lớn. Bây giờ quý vị đang tuần nào cũng nghe giảng, dù không đến chùa được nhưng mà ở nhà mình có băng giảng, mỗi ngày mình mở nghe. Mỗi ngày mình nghe mà cứ càng nghe thì mình mở nhiều ra. Hồi xưa mình hiểu ít, trời ơi, nghe pháp càng ngày mình càng hiểu nhiều ra. Bây giờ mình hiểu rồi, mình hiểu tại sao người ta nói như vậy. Thí dụ như là cái câu nhân gia Việt Nam mình thường nói, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. À, mình cứ nói như vậy rồi ngàn người lặp lại, chục ngàn người nói vậy. Nhưng mà cuối cùng mình hiểu ra là cái câu đó mình nói trật. Cái câu mà con nhà tông không giống lông giống cánh là trật. Nói cho đúng là con nhà công không giống lông cũng giống cánh. Bởi vì con công nó mới có lông có cánh. Chứ tông là cái gì? Thấy không? Thành nữa mình nói là không đúng. Nhưng mà nếu mình không nghe thì làm sao mình hiểu được cái câu đó lâu nay mình hiểu trật. Là mình nhờ mình có nghe cho mình mở ra mình, à bây giờ mình biết rồi. Con nhà công không giống lông cũng giống cánh. Cho nên mình khi mình nghe được rồi á, thì mình hiểu. Ví dụ bây giờ mình đi, mình thấy trong nhà Phật cũng thắp nhang, nhưng mình không biết cái nhang nó là tượng trưng cho cái gì. Một hôm nào mình nghe hiểu biết nhang là tượng trưng cho cái gì, cái hương là tượng trưng cho cái gì, thì tự nhiên bây giờ mình thấy à cái lý lẽ sâu màu quá. Bây giờ tôi không thấy cái chuyện mà bày biện cúng ở trên bàn thờ là cái chuyện mê tín nữa, mà tôi thấy rõ ràng những cái bày biện trên bàn thờ đây là chuyên chở cả một kho tàng giáo lý căn bản đạo đức của con người. Hoa là tượng trưng cho nhân, trái cây là tượng trưng cho quả, hương là tượng trưng cho giới, đèn là tượng trưng cho trí tuệ, phải không? Nước cúng là tượng trưng cho tịnh tâm, từ bi. Hai cái đèn là Phật với mình có giống nhau. Hai dĩa cái gì cũng chưng hai bên là tượng trưng cho đời đạo phải song hành. À bây giờ tôi vô chùa tôi thấy tôi thích ghê đó. À, tôi không có thấy là cái mê tín nữa. Tôi thấy bây giờ tôi nhìn cái hương, tôi biết hương này là tượng trưng cho hương giới, hương định, hương tuệ. Thay vì thắp ba cây, nhưng mà trong ba cũng là một, cho nên thắp một cây cũng đủ.
À bây giờ tôi thấy thấp một cây cũng đủ, bây giờ tôi hiểu sâu lên chút nữa. À lòng thành một nén hương cũng được, đốt nhiều mà khói cay mắt mà mờ chùa có ích chi. Và bây giờ ai mà thắp cây hương rồi tôi quỳ sao tôi lại, tôi cũng thấy hạnh phúc. Không nhất thiết tôi phải thắp cây hương đó thì mới gọi là Phật chứng. Trời đất ơi, càng nghe càng mở, càng nghe càng mở. Rồi bây giờ tôi hiểu rồi tại sao cái mỏ lại khắc hình con cá. Là tại vì con cá đó, thường thường đó, cá mà lâu năm nó hóa lông, phải không? Con cá hóa lông đó tượng trưng cho người tu chúng ta phải từ cái phàm phu hóa ra làm thánh. À, con cá là rồi con cá là tượng trưng cho một cái loài con mà nó có thể nó lướt một cách uyển chuyển, là tượng trưng cho người sống trong đời á phải uyển chuyển để mà lướt mọi cái sóng gió. Rồi cái tiếng mõ đều đều là tượng trưng cho tinh tấn liên tục. Cha ơi, bây giờ tôi hiểu rồi, thì tôi không thấy tụng kinh gõ mõ là cái chuyện nhức đầu gọi là sùm nữa, mà tôi thấy hay. Cho mình hiểu mở lòng chứ không phải nghe đa văn. Cho cái người chánh là cái người phải có nghe. Nghe để làm gì? Nghe để chỉnh mình. Không nghe thì làm sao biết cái gì mà chỉnh. Thí dụ như giờ ngày xưa mình không biết, mình tới chùa cái mình đứng ngay giữa chánh điện, mình mặc áo tràng, xong rồi mình mặc luôn cả cái áo tràng đi vô nhà vệ sinh. Nhờ mình lên nghe pháp, mình nghe quý thầy dạy cái uy nghi của một người Phật tử là mặc áo tràng phải đứng quan bên, còn không mặc ở bên ngoài rồi từ từ vô chánh điện. Mà muốn đi vào nhà vệ sinh là phải ra cái áo máng lên đàng hoàng rồi mới được vô trong đó. Thật ra mình mặc áo tràng vô cũng chẳng tội lỗi gì, không có Phật trời nào trách phạt mình hết. Nhưng mà bởi vì mình mặc cái áo này đi vô trong đó rồi á, lỡ nó dính dơ thì mình ra mình làm lễ thì nó không đủ cái cung kính trang nghiêm đối với Đức Phật. Chứ Phật không hề trách phạt mình. Đừng có nói là trời ơi, tôi về tôi đau vai muốn chết luôn, bây giờ tôi ngồi tôi nghiệm ra tôi mới nhớ là tuần rồi tôi đi chùa tôi quên tôi mặc cái áo tràng vô trong nhà vệ sinh. Hèn chi mặc ra rồi cái Phật quở hai cái vai tôi nó nặng quá. Trời ơi, nói vậy tội nghiệp cho Phật. Phật đâu có quở làm mấy cái chuyện đó. À, mà nhiều Phật tử thấy thương lắm. Thương đây không có nghĩa là mình nói người ta nói không hiểu, không phải. Vì không có biết. Kính Phật quá rồi cái gì mà trật lất cái là đổ thừa cho Phật không. Tự nhiên phát nguyện ăn chay tháng, ăn không được cái bệnh lên bệnh xuống, cái thấy trời ơi tôi nguyện tôi ăn chay tháng mà tôi không ăn cái Phật quở. Phật đâu có cuốn sổ mà tính coi ai không ăn chay, ai ăn chay. Cái đó là một tự tình cờ ngẫu nhiên, phải không? Cuộc đời này có nhiều cái ngẫu nhiên trùng hợp. Chẳng hạn như mình đang đi cầu thang, mình đi xuống, cái người kia cũng đang chuẩn bị đi lên, vừa sắp sửa đi lên, đột nhiên cái họ nhớ họ chưa lấy cái gì, họ quay trở lại họ lấy, cái là mình nghi liền. Thấy chưa? Không biết có cái chuyện gì với tôi đây mà gặp tôi ngay cầu thang quay mặt đi chỗ khác. Nó tình cờ thôi, nhưng mà tự mình diễn đạt rồi tự mình sao có những cái phiền muộn. Cho nên nhiều khi người ta chánh mà mình có lệch rồi, mình tà, có nghĩa là mình lệch quan bên rồi. Cho nên thật sự ở đời khó nói ai chánh ai bất chánh. Nhưng mà đây là cái thước đo căn bản cho chính mình. Thứ nhất là mình phải có niềm tin lớn. Thứ hai là phải nghe nhiều. Nghe nhiều để mở lòng, mở tâm ra. Mình không mở, mình không có nghe đó, mình không biết. Mình nghe rồi mình mới biết. Trời ơi, ông bà mình nói thấy không? Mình phải đi xa, mình mới học rộng nghe nhiều được. Ở nhà hoài với mẹ thì mình đâu có khôn nổi. Mà nếu có khôn thì cũng vừa vừa thôi. Đâu có nhiều được. Thành thử ra hồi xưa chư tổ dạy trong luật cũng vậy. Mình đi xa mình phải nương bạn lành là vậy đó. Tại vì bạn lành giúp cho mình. Mình ở nhà hoài mình không có mở lòng cho phải nghe. Ai nói cái gì á, mình khoan hả chỉ trích, mình khoan hả chận người ta để cho ta nói. Nhiều khi ta nói chưa hết, có thể mình hiểu được đoạn đầu, mình chưa hiểu được đoạn cuối. Nhờ nghe hết nguyên đoạn cái mình mới biết được cả câu chuyện.
Có nhiều khi mình coi phim mà người ta thì gì muốn cho mình hiểu đầu đuôi, cái người ta kể thôi, được rồi, bỏ đoạn đầu đi, tôi nghe đoạn cuối. Ví dụ vậy đó. Coi phim mà mình cũng nóng tính cái kiểu vậy là làm sao, phải không? Cái điều thứ ba đó, mình có thâm tính nè. Rồi bây giờ kế đó là gì? Người sống mà có tàm, có quý. Tàm quý là gì? Nói nôm na là có lòng hổ thẹn. Hổ thẹn với mình, hổ thẹn với người. Sống mà có hổ thẹn. Thường thường á, mình sanh tâm hổ thẹn nó rất tốt. Nói như vậy không có nghĩa là mình luôn luôn mình là người cái người tự ti mặc cảm, không phải. Cái chữ hổ thẹn đây có nghĩa là cái gì nó không đúng với mình đang được á, mà người ta cho mình được á, mình phải tự mình làm hổ thẹn là vì mình chưa được. Ngày xưa đó có một vị hiền triết, ngài dạy như thế này: ở đời có ba điều. Mình bất tài mà mình thọ cái bẩm lộc cao là một cái nguy. Bởi vì không có tài cán mà ăn lương cao, nguy hiểm. Tại vì có một ngày nào đó người ta phát giác ra, người ta trừ lương lại. Thí dụ vậy đó, bất tài mà bẩm lộc cao. Vô đức mà được sự kính trọng cũng là một cái nguy hiểm. Rồi cái ghế là gì? Mình không biết mà cứ cho mình là biết, nguy hiểm. Cho ngài mới dạy, cái người mà thí dụ bây giờ mình không biết mà người ta ca mình quá chừng đi, mình cũng phải có một chút gì đó sanh tâm tàm quý. Cái chữ tàm quý hay lắm. Đại chúng biết là thí dụ con người ta đây, vì mình hổ thẹn trên cái thân thể con người cho nên bắt đầu mình văn minh, mình chế quần áo. Mình chế, hồi xưa là không có quần áo đâu. Hồi xưa là người ta lấy cái gì? Người ta lấy lá, người ta che thân. Rồi từ từ con người văn minh thì bắt đầu mới sắm ra những cái vải sồ để mà mặc, gọi là che thân. Thì chư tổ cũng nương cái ý đó mà chế ra cái bài kệ khi mặc quần áo. Xin lỗi đại chúng là khi mình mặc cái quần đó, là nó có bài kệ đọc khi mình mặc cái quần. Trước hạ quần thời, đương nguyện chúng sanh, phục chư thiện căn, cụ túc tàm quý. Nếu mặc quần dưới, cầu cho chúng sanh đầy đủ căn lành, sanh tâm hổ thẹn. Phục chư thiện căn. Phục là gì? Nó hai ý. Phục là mặc, mặc vào cái căn lành. Giống như mình, xin lỗi, mình giống như mình đang mặc vào một cái áo gì đó, thì bây giờ mình cũng phải mặc cái thiện căn. Thay vì mình mặc cái gì, mình mặc cái xấu, cái dở, thì bây giờ mình mặc cái lành, cái tốt, đầy đủ hổ thẹn. Phục chư thiện căn, cụ túc tàm quý. Đầy đủ cái sự hổ thẹn. Mà mình chính vì mình hổ thẹn cho nên con người mình nó mới lấy đồ nó che thân. Chư tổ rất là hay. Hễ mà thấy cái gì mình làm trong hiện tại đời sống hàng ngày mà nó vẫn ảnh hưởng tới cái chuyện mà gọi là của ta đây thì ta làm. Chẳng hạn như là lúc mà cạo đầu, phủi tóc, thì lại đọc cái bài kệ là: thế trừ tu phát, đương nguyện chúng sanh vĩnh ly phiền não, cứu cánh tịch diệt. Cạo bỏ râu tóc, cầu cho chúng sanh vĩnh xa hẳn cái điều phiền não, mà đến cái chỗ yên lặng. Tại vì tóc nó hay rối, cho nên sáng ngủ dậy là phải lấy lược chải đầu. Rồi tóc là tượng trưng cho sự rối rắm, tượng trưng cho sự phiền não. Cho nên cái người tu là cạo bỏ râu tóc, là cạo bỏ cái phiền não. Cho nên khi mà mình cạo tóc thì mình cũng cạo cái đó, cạo cái phiền não. Ở chùa thì bây giờ các chú lớn hết rồi, Pháp Hòa không có cạo tóc cho chú nào nữa hết á. Duy có con chú nhỏ nhất là 11 tuổi thì chú còn để cái chớp. Cho nên Pháp Hòa phải cạo, tại vì chú không biết là chú làm đứt cái chớp của chú đi. Thì mỗi một lần mà chú khom đầu xuống cho Hòa cạo thì Pháp Hòa nói đọc cái bài kệ phủi tóc. Thì ông mới đọc cái bài kệ bằng tiếng Việt, Pháp Hòa dạy bằng tiếng Việt. Cạo sạch mái tóc,
nguyện cho mọi người vượt hết phiền não, độ thoát cho đời. Bản tiếng Việt dịch vậy. Và cái người mà có tàm quý là phục chư thiện căn. Chỉ người mà có tàm có quý thì sao? Người ta cũng chỉnh người ta lại một chút. Cho nên từ cái bất chánh nó trở thành ra cái chánh. Cho người mà bất chánh là người không có tàm quý. Còn người chánh là người có hổ thẹn. Cái kế đến là gì? Biếng nhác. Tại sao? Tại vì cái người mà lười biếng á thì không có làm gì, đừng nói cho ai nha, cho mình thôi mà cũng không làm nữa, chứ đừng nói làm cho ai. Hồi đó có cái anh chàng đó, ảnh mở cái ông đó, ông mở một cái trung tâm dạy làm biếng. Làm biếng mà phải dạy. Thì anh này ảnh thấy anh cực khổ quá, anh bị người ta đì quá, cho nên bữa đó ảnh tới ảnh đăng ký vô anh học cách làm biếng. Ông lên bái tổ mà ông thầy mới nói, à ngươi tới học làm biếng thôi, ngươi chịu khó đi qua cái nhà kế bên á, ngươi mượn về cái bàn để làm cái lễ bái sư. Anh nghe vậy xong anh khom cái lưng anh xuống, anh nói dạ con, dạ thôi lấy cái lưng con làm cái bàn để đỡ đi mượn. Ông thầy ông chấp tay, ông nói tao lại tổ. Anh làm biếng mà hơn tôi nữa. Câu chuyện vui á. Anh này anh đi học làm biếng mà ông thầy kêu đi mượn cái bàn về để mà làm lễ bái tổ học làm biếng. Ảnh mới khom xuống, ảnh trong cái ảnh đưa cái lưng bằng ảnh lên, nói dạ thôi lấy cái lưng con làm cái bàn đi. Ông kia nói vậy anh làm biếng tổ của tôi rồi học gì nữa. Có nhiều khi á, là cái lười á, mà đại chúng để ý cái lười á, là nó sanh tệ hại vô cùng. Chẳng hạn như ví dụ bây giờ mình nói mình cái người bị bệnh stroke, bị đứt mạch máu não. Bác sĩ biểu là mỗi ngày phải rehabit, tức là phải tập để cho cái tay mình nó có thể dở được. Mà mình mà lười tập á, là từ từ cái tay mình, chân mình nó co quắp lại và nó không còn làm được nữa. Cho cái người mà người ta ở trên chùa Trúc Lâm á, có một chú Phật tử đó là chú bị chết nửa bên phải, mà chú là thuận tay phải. Vậy mà khi bác sĩ biết nói như vậy rồi á, bác sĩ nói chú là phải tập viết tay trái. Chú tập á, chú lấy quyển kinh ra, mỗi ngày chú tập chú viết. Mà quý vị biết không, đọc sách á, đọc giáo lý, đọc tới đâu là ghi chép lại tới đó, mà cuối cùng chú kết thành lại những cái tập Phật Pháp. Do chính tay chú viết bằng cái tay trái khi chú bệnh. Và tới bây giờ đó là mỗi tuần đó là mỗi tháng là chú đi tu bác quan trai trên chùa đó, là chú lãnh cái trách nhiệm là thỉnh chuông báo chúng. Nghe là mình bệnh không làm được việc nặng thì mình sẽ đóng góp cái sức mình cho đại chúng theo khả năng của mình, chứ không biếng nhác. Mà người biếng nhác là khó sống chung với ai lắm. Có nhiều khi chính bản thân mình, cái quần cái áo mình mặc cũng không giặt, mà thậm chí có giặt cũng không kéo ra. Đi về mà lột chiếc vớ một cái nó nùi một cục. Cứ để yên cái cục vớ đó mà vứt vô trong cái máy giặt, mà đem ra thì nó làm sao? Không sạch, hao nước, hao xà bông mà vớ vẫn dơ. Thì từ cái đó chúng ta kiểm lại chúng ta cũng vậy. Con người chúng ta mà không kéo thẳng ra, không lấy nước xà bông mà rửa đúng mức á, thì nó cứ muôn đời có luyện cỡ nào đi thì nó cũng cục đó. Vì Pháp Hòa đã chỉ cho mấy chú ở chùa cái kiểu đó. Mấy chú là hồi vô chùa là cái kiểu vậy. Lộn đi học về là quý vị biết con nít mà, đi học về là một giày cát. Chơi trong cái playground chùa đó cát không. Rồi về là lột ra cái là nó trái, cái lột ra đâu có lột lại đâu. Cái là để nguyên cái chiếc vớ trái ra ngoài mà cái dơ nằm trong rồi. Chẳng những vậy mà còn nuôi cả cục nữa. Rồi tới hồi đi giặt là cứ luyện hết vô đó. Giặt xong, sấy xong đem ra nguyên cục. Pháp Hòa chả thèm gắn sửa lại. Pháp Hòa để yên đó. Đợi đi học về Pháp Hòa kêu lại Hòa chỉ. Vì mình chỉ mà không có cái bằng chứng, ta không hiểu mình nói cái gì. Thì Hòa mới nói nè,
Con giặt rồi, con sấy rồi mà nó vẫn còn nguyên. Thì con người mình cũng vậy. Con người mình mà không có chịu gò, không có chịu kéo ra, rồi đại khái là phải chỉnh đốn đó, thì muôn đời con lạng cục dày mà nó dơ kiểu dày, mà giặt cỡ nào nó cũng vậy thôi. Cho nên mình phải biết là trong kinh Bát Đại Nhân Giác á, Phật cũng nói cái vấn đề biến nhát. Mà để ý, mình để ý ha, hôm nào mình đi làm về mà mỏi mệt á, mình không muốn làm gì hết trơn á, chỉ muốn ăn cơm rồi tắm rửa rồi đi ngủ thôi, chén bát mình để nguyên sinh, coi như mình để yên vậy hết. Ngày hôm sau về á, thì cái mệt mỏi nó chưa có hết á, cái là mình làm ngày thứ hai. Riết rồi cái nhà mình nó lung tung, cái sao biết không, thôi làm biến dọn quá, dọn cũng biết dọn chỗ nào, thôi giờ ngồi đâu dọn đó thôi. Cần ngủ dọn cũng ngủ, cần ngồi dọn cũng ngồi thôi. Mà hễ iPhone tới mà nói có khách một cái lấy bao rác gom, gom hết vô cất trong cái kho. À, rồi thì bây giờ nó nhiều quá làm sao mà dọn nổi. Rồi cái lâu ngày gom dục, thì cứ như vậy mà nó lây lất. Cho nên hồi xưa các tổ chư hòa thượng thường nói cái vấn đề làm biến là một con ma. Con ma làm biến. Mà các ngài quở nặng nữa là nói là ở trong chùa mà nghe chuông mà không ngồi dậy đó ha. Đời này là hộ pháp á, thiện thần ở trong chùa á, nổi giận với mình, tức là phiền não với mình, mình tổn phước, ở đời sau chết đọa làm rắn. Phải hâm dọa ghê gớm như vậy đó mới chịu khó ngồi dậy. Cho mới để cái câu á, văn chung ngọa bất khởi, hộ pháp thiện thần sân. Hiện đời duyên phước bạc, lai thế thọ xà thân. Gọi là văn chung ngọa bất khởi là nghe chuông nằm không dậy. Ngọa là nằm. Thì hộ pháp thiện thần sân, các vị hộ pháp thiện thần bực bội, nổi giận. Đời này là bị tổn phước, hiện lai duyên phước bạc, bạc là mỏng đi. Lai thế thọ xà thân, đời sau đọa làm thân rắn. Nói vậy đó, thật sự chả có đỏ làm rắn, nhưng mà phải nói vậy để mà khuyến khích những cái người lười. Cho nên lười nó cũng sanh bất chánh. Rồi nhiều khi á, mình lười gì? Lười đi làm. Mà lười đi làm mà tới hồi cần xài cái không có, cái bắt đầu sanh tâm. Nó vậy đó. Cho nên từ một cái nhỏ mình không chỉnh, không đốn thì những cái lớn nó sẽ sanh. Rồi khi mà cái biến nhát mà nó sanh rồi, bắt đầu làm lỗi. Mà làm lỗi rồi ai nói tới là bực bội, rồi gây gổ lại. Ôi cha, nó đủ thứ chuyện nó sanh. Từ một cái do mình không có siêng năng. Thì cái người mà chánh thì làm gì? Chỉnh lại bằng cách là phải siêng năng, phải tập. Pháp Hòa có nói với mấy chú nhỏ, mấy em nhỏ luôn, khi nó lên nó dự khóa tu thì Pháp Hòa mới nói á, con chỉ cần làm những cái việc rất đơn giản thôi, không cần làm lớn. Chẳng hạn con uống xong ly nước, có một cái ly à, thì con rửa liền cái ly con úp lên. Nhiều thì con thấy nó nhiều, nhưng mà một cái con không thấy nó quá nhiều. Và con cứ làm từng cái một như vậy. Đi học về, thay vì con giục cái áo đó, tại sao con không máng cái áo lên là nó xong chuyện. Chỉ cần tích tắc là nó xong cái áo, mà không phiền hà ai hết. Mà phải luyện con người mình như vậy thôi. Mang đôi dép rồi, xỏ đôi giày ra cửa thì liền khom xuống bóc cái đôi dép trong nhà để lên trên kệ, có phiền hà ai đâu. Cho nên trong chùa là tại sao cái bàn thờ nó sạch, là vì không bao giờ để tới 23 tháng chạp đốt cho nhiều để mà trình ông Táo lên trên trời, trình là năm nay mình đã đốt bao nhiêu nhang cúng Phật. Việt Nam mình ngày xưa là không có cho dọn bàn thờ, xoay cái lư hương thì nói là gia đình lộn xộn. Không, mà rút chân nhang thì nói rút bỏ là tội. Để nó đi cuối năm 23 tháng chạp á, đưa ông Táo về trời, mình đốt, mình tiễn ông Táo. Rồi ông Táo khiêng cái mớ nhang này nè lên trên trời mới báo cáo như gặp Hoàng Thượng Đế là năm nay mình đã cúng Phật bao nhiêu cây nhang đây nè. Mà có ngày nó cũng cháy nhà hay là cháy cái bàn thờ bởi cái lư hương đó. Là vì nó quá nhiều cái chân nhang. Rồi mình cầm là có ngày nó cháy, mà tới hồi nó cháy cái nói Phật quở. Làm như Phật rảnh lắm nha. Không, thành thử không có chuyện đó. Mà ở trong chùa là phải làm hương đăng mỗi ngày, mà thậm chí một ngày phải làm 2-3 lần. Nếu chùa mà Phật tử tới chùa thắp hương nhiều, rửa chùi lau dọn sạch sẽ, thì một cái nhỏ mình làm thì những cái lớn nó không có quá đến, không có quá đến đổi.
Kế kế đó là gì? Là thất niệm. Thất niệm là không có chánh niệm. Chữ thất là mất, chữ niệm là nhớ nghĩ. Thất niệm là mình làm việc mà không có cái sự, không có hồn ở trong đó. Có nhiều khi nấu ăn á, mình không có tâm trạng nấu ăn á, là bữa ăn đó biết liền à. Không, có khi thì món ngọt thì lại quên để muối nhiều hay là đường nhiều, thí dụ vậy. Cho nên Phật mới nói này các tỳ kheo, là người bất chánh đầy đủ các pháp bất chánh. Thì Phật đưa ra một lô những cái pháp bất chánh đó. Rồi kế đến nè, ngoài những cái chuyện như là không có tin nè, hay không gọi là bất tín nè, vô tàm vô quý nè, ít nghe nè, biến nhát nè, thất niệm nè, rồi bên cạnh đó là gì? Bên cạnh đó còn có thêm cái vấn đề là giao du với những người không tốt, gọi là giao du với những người bất chánh. Ở trong cái bản kinh Báo Hiếu Vu Lan á, có một cái câu là cứ mãi miệt với đồng bất chánh, chẳng mấy khi thần tỉnh mộ khen. Thì cứ mãi miệt, cứ là cứ mãi miết, thường xuyên giao du với những người không lành. Ở đây mình không có ý chê trách hay là nói nặng nhẹ ai. Nhưng mà cái người ta chưa đi trên con đường ngay á, mà mình gần á, thì có ngày mình cũng mang vạ, mình cũng bị lay theo. Chơi thời xưa chư tổ dạy là đi xa phải nương bạn lành. Mỗi giây phút là mình mở ra lòng ra, viễn hành yếu giả lương bằng. Đi xa nhớ nương bạn lành, gọi là viễn hành yếu giả lương bằng, sát sát thanh ư nhĩ mục. Đó là lời của Tổ Quy Sơn ở trong Quy Sơn Cảnh Sách. Sát sát là từng giây mình thanh lọc được cái thấy nghe của mình, gọi là sát sát thanh ư nhĩ mục. Nhĩ là tai, mục là mắt, thanh là mình lọc, gạn lọc. Thí dụ như mình gần người mà họ điêu luyện làm bánh thôi, mỗi cái hành tác của người ta là mình học được hết. Hồi đó thí dụ như hồi đó quý bác ở trên chùa không biết gói chả lụa bằng một giây, thì Pháp Hòa mới bày cho quý bác cái cách là cột chả lụa một giây thôi. Mình nếu mình cột theo kiểu bánh tét á, là cứ cắt từng khúc rồi cứ cột ngút về rồi mình cột thì nó cực lắm. Bây giờ gói bánh tét một giây cũng được, gói chả lụa kiểu một giây. Thì nếu mà mình không biết làm sao cột được một giây thì mình phải để ý cái người ta, ta cuốn cái chả lụa như thế nào, ta cúp cái chả lụa như thế nào, thì sát sát thanh ư nhĩ mục. Mình không biết là vẽ cái hoa trên cái bánh như thế nào, mình nghĩ là nó khó lắm, nhưng mà không khó. Thưa đại chúng, là Pháp Hòa không có biết vẽ. Nhưng mà hồi đó để đi học đó, ở trong lớp Pháp Hòa có một cái người bạn đó, họ vẽ hay lắm. Pháp Hòa đâu có biết vẽ cái lá đâu, mà Pháp Hòa nhìn cái người bạn đó vẽ cái lá mà bây giờ Pháp Hòa biết. Thí dụ vậy đó, Pháp Hòa nói một cái ví dụ vậy thôi. Thì Pháp Hòa mới chỉ thấy một lần thôi, cô cầm cái viết cổ đi làm sao mà xuống thì thành ra cái lá, thì mình biết liền, cho mình rõ ràng. Mình gần, mình giao du với người như thế nào thì mình gần được như thế đó. Sát sát thanh ư nhĩ mục. Ngài mới nói một câu nữa: thời thời văn ư vị văn. Từng mỗi lúc nghe những điều chưa bao giờ được nghe. Văn ư vị văn là chưa nghe. Nghe cái điều chưa bao giờ nghe. Cho nên là những cái người mà người sao gọi là người ấy, ví dụ như những người mà người ta khoe khoang hay chỉ trích, mình cũng phải cẩn thận. Tại vì mình gần người ta đây, rồi mình mới thấy người ta sao mà ai người ta cũng chỉ trích, thì cũng phải tự mình nghiệm thân mình nha. Rồi cũng có ngày tới phiên mình thôi. Tại vì những người mà hay chỉ trích người khác á, thì ít có khi nào hài lòng với bất cứ ai. Hôm nay hài lòng với mình nhưng mà cũng chưa bảo đảm đâu. Mình chỉ cần trịch một chút thôi thì người ta có thể đủ tài, đủ cái lý do để người ta chỉ trích mình. Mình không có phân lượng cái người đó như thế nào, nhưng mà đây là cái bản chất.
Thì khi mà chính bản thân mình cũng vậy, nếu mình có cái tánh, cái tật hay chỉ trích, hay để ý, quan sát, thì mình tự mình kiểm. Thì cái người mà họ có cái đạo lực á, thì khác. Chẳng hạn như ngài Địa Tạng, ngài Quan Âm á, dám đi vào địa ngục, lăn xả vào cái biển khổ thì khác à. Nhưng mà mình chưa đủ, mình đạo lực còn yếu lắm, mình đạo lực yếu lắm mà mình đi vô trong đó là mình bệnh liền. Chẳng hạn như quý vị thấy hôm nào mình mà yếu yếu trong người, mình ra ngoài đường á, qua một cái cơn gió thôi là mình về bắt đầu mình ớn lạnh, mình bệnh liền. Mình chưa đủ đâu. Bởi vì sao biết không? Vì mỗi ngày mình không có uống một viên vitamin C, hay là mỗi ngày không uống một viên thuốc bổ, hoặc là mỗi ngày mình không có uống một viên CoFX mà bây giờ của Canada chế đó. Thí dụ vậy, họ dặn mỗi ngày uống một viên thì để bảo đảm cái sự thông cảm của mình. Thì chúng ta đây cũng thế, mỗi ngày làm sao phải có ít nhất là 15 phút ngồi tịnh tâm, hay là 15 phút ngồi tụng kinh niệm Phật. Thì mỗi giây phút mà chúng ta, mỗi ngày chúng ta làm cái việc đó là chúng ta đang uống cho mình một viên thuốc ngừa cảm. Thì khi mình đầy đủ cái đó rồi á, mình đi vào trong đời, mình kết giao với những người không hay đó, chưa giỏi đó, chưa còn dở đó, hay nói một cách khác là họ chưa có chánh đó, mình không đến nổi. Còn không là mình dễ lắm, vì không có cái gì nó lọc hết á, không có cái gì nó thanh lọc hết á. Chứ người mà hay nói bậy, mình gần họ thời gian cái tự nhiên mấy cái đó nó tiêm nhiễm, mình không biết, mình đâu có biết được. Chứ mình chưa phải là Quan Âm Địa Tạng thì không dám. Hồi xưa đó luật dạy cũng kỹ lắm. Một vị sa di mà đạo lực chưa thâm là chớ được đọc sách bói toán, xem quẻ, trị bệnh, thiên văn, địa lý, quốc gia, chính sự. Là vì sao? Vì mình bị sẽ bị tác động bởi những cái đó. Thí dụ như Phật Pháp luận bàn chưa rành mà người sắp tới nói chuyện chính trị, nói chuyện quốc gia đại sự đó, mà trong cái đó là không phải là cái chính của mình. Cái chính của mình là phải học kinh Phật, học giới luật. Một vị sa di mà luật giới chưa thông, pha những cái kinh điển căn bản chưa thông mà ngồi mà bàn luận chính trị là không đúng, thí dụ vậy. Cho nên các ngài nói là chớ đừng làm, bởi vì các vị này đạo lực chưa thâm. Còn đạo lực thâm thì có khác. Rồi bây giờ cái đến là gì? Tư duy bất chánh. Có nghĩa là người này tự mình suy nghĩ hại mình, hại người. Có nhiều khi á, mình suy nghĩ mà có lợi cho mình thôi không có lợi cho người thì mới có 50%. Hoặc ngược lại, chỉ lợi cho người mà hại mình cũng không nên. Cái tốt nhất, cái toàn vẹn nhất là làm sao bảo đảm được cho mình và cho người. Đại chúng có thấy khi mình lên phi trường, mình đi máy bay á, thì trước khi máy bay cất cánh á, thì cái người chiêu đãi viên nói làm sao? À, các vị phải tự seat belt trước, các vị phải tự để cái ống chụp oxy trước khi mà mình chụp cái ống oxy đó cho người khác. Bởi vì mình phải tự mình khỏe trước, mình mới đủ khả năng mình khỏe cho người. Thì ở đây là cái phần nói về cái tư duy. Hết giờ rồi, ngày mai mình tiếp. Chà, còn dài quá. Đừng nghe dài mai cúp cua nha. Cái gì nói trước. Xin cảm ơn đại chúng. Giờ mời đại chúng chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.